Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Tô tung cước, ông Thủ hoảng hốt chống đỡ, kế quá hiểm của liên minh Tổng Tô. Ông Tổng tấn công vào thành trì của Vạn Thịnh Phát và quyết hốt cho bằng được kho tiền của tập đoàn này. Ngân hàng SCB hiện nay đang rơi hoàn toàn vào tay ngân hàng của nhà nước. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bà Trương Mỹ Lan còn rất rộng. Được biết khi người dân rút tiền khỏi SCB thì người dân cũng rút tiền khỏi Sacombank. Các báo chí thì liên tục đính chính rằng ngân hàng Sacombank không phải là ngân hàng SCB, tránh nhầm lẫn. Tuy nhiên thực tế dân không hề nhầm lẫn, là dân đã biết trước rồi Sacombank có liên hệ xa với Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh SCB Bank đã sụp đổ. Được biết rất nhiều dự án mà Vạn Thịnh Phát móc nối với Him Lam của ông Dương Công Minh. Ông Dương Công Minh là chủ tịch ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Vì thế, nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà cho moi rộng vụ án Vạn Thịnh Phát, thì vụ án này nó không khác gì trận cuồng phong. Nó quét qua cả ngân hàng Sacombank và rồi không biết ngân hàng nào tiếp theo nữa. Trước mắt thì SCB đã đổ, Sacombank thì đang đứng trên đường đi của bão. Mà khi Sacombank mà ngã thì hiệu ứng domino ngân hàng sẽ kích hoạt. Lúc đó ngân hàng nhà nước sẽ khó mà cứu mang hết được những ngân hàng thương mại bị sụp đổ hàng loạt. Việc đánh án là việc của ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm, nhưng chống đỡ nền kinh tế là trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính. Như vậy, trong tình huống kẻ đánh người đỡ, nếu đánh án thành công, ông Tổng của Tô Lâm vẻ vang, nhưng nền kinh tế sẽ ngã, ông Thủ tướng sẽ bị quật ngã theo. Kế sách này xem ra quá hiểm của liên minh Tổng Tô. Hiện nay, phe bí ẩn đang cố tìm mọi cách bịt đầu mối vụ án Vạn Thịnh Phát. Họ dùng hầu hết mọi chiêu trò, kể cả giết người, diệt khẩu, phóng hỏa, đốt nhà, phi tang chứng. Tuy nhiên, người dân vẫn hy vọng đó chưa phải là những đầu mối duy nhất mà ông Tô và ông Tổng có thể khui ra. Đầu mối dây nhợ của Vạn Thịnh Phát. Nếu ông Tô và ông Tổng đánh mạnh hơn nữa, chính trường Việt Nam sẽ có rất nhiều phim hay để cho người dân trong và ngoài nước được xem. Đây là hình ảnh Him Lam đã dính Vạn Thịnh Phát, mà ông chủ Him Lam cũng là chủ Sacombank Dương Công Minh. Vào ngày 16 tháng 10, tại trụ sở chính phủ, ông Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp với ban lãnh đạo các ngân hàng thương mại, cùng dự cuộc mặt có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và gần 70 đại biểu là chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam. Tại đây, ông Phạm Minh Chính đã phát biểu với mong muốn hệ thống ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay. Với kinh nghiệm chính trường, ắt ông Phạm Minh Chính thấy nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng thương mại bởi cú đánh chí mạng của ông Tổng và ông Tô Lâm nhắm vào Vạn Thịnh Phát. Ông Phạm Minh Chính không có quyền ngăn cản hai người này đánh án bởi những người bị đánh có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, hậu quả về kinh tế thì ông Trọng và ông Tô không hiểu hết vì hai ông này vốn không hiểu biết về kinh tế. Với vai trò là người đứng đầu của chính phủ, ông Phạm Minh Chính phải làm gì đó để hệ thống ngân hàng, thương mại không bị ngã nhào hàng loạt theo hiệu ứng domino và thế là người dân cả nước bị mất sạch tiền. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng lo ngại hệ thống ngân hàng thương mại sụp đổ. Ông biết là ông Tổng ông Tô Lâm có ý đánh án lẫn đánh luôn cả ông Thủ tướng hay không. Nhưng rõ ràng việc tấn công vào Vạn Thịnh Phát làm cho nền kinh tế Việt Nam ngày một gặp thêm rủi ro nhiều hơn nữa. Giờ vụ án đã được khởi tố, không thể không đánh. Ông Tổng ông Tô tiếp tục đánh án và việc của ông Phạm Minh Chính là phải kết nối các ngân hàng để tìm cách đối phó. Ngân hàng nhà nước chỉ có thể cứu mang một vài ngân hàng, chứ không thể nào cứu mang được quá nhiều ngân hàng khi nó lâm vào tình cảnh phá sản hàng loạt. Ông Tổng và ông Tô đánh vào Vạn Thịnh Phát là bắn một mũi tên trúng hai mục đích. Hai tay ấy được tán dương và cũng làm cho ông Thủ tướng chịu không nổi, quy trách nhiệm ở các kỳ hội nghị trung ương sau. Cũng có thể đấy là đòn hiểm mà liên minh ông Tổng và ông Tô đang nhắm vào ông Thủ tướng hiện nay. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin lại gặp hạn, tiền cháy như xăng, sao mà dập tắt được đây. Theo đánh giá của một số cây viết phê bình, ông Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup lập ra công ty VMI để mua lại nhà cửa của Vinhomes, rồi sau đó vẽ ra chiêu trò hút tiền nhà đầu tư. Kế sách này đã bị vạch trần là lùa gà.
làm cho nhiều nhà đầu tư tiềm năng cẩn thận hơn. Giờ đây nhà đầu tư không dại khờ như trước đây, nên xem ra kế hoạch hốt tiền người dân rất khó thực hiện. Đã nhiều năm nay VinFast là kênh đốt tiền của VinGroup. Nhiều năm nay VinHome lấy tiền buôn đất bán nhà để nuôi VinFast. Giờ đây nhà cửa ế ẩm làm cho VinGroup lao đao. Đã vậy mới đây VinFast lại dở chứng đốt tiền của VinFast ra, xem như ông Vượng khó lại càng khó thêm. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng với tham vọng xe công nghệ. Cách đây chưa lâu, cụ thể là vào ngày 22 tháng 6, một chiếc xe ô tô VinFast Lux SA 2.0 bùng cháy dữ dội, thiêu chết luôn cả tài xế tại đê Trung ương, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nạn nhân là một doanh nhân 60 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gốm sứ và vật liệu xây dựng ở địa phương. Nạn nhân được xác định là đã bị than hóa rất thảm khốc. Đây là tai tiếng rất tệ hại cho xe ô tô VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Vụ này được ông Vượng dường như cho ém đi nhưng vẫn không thể bịt được. Chất lượng kém cỏi VinFast đồng nghĩa với việc công ty này sẽ mất dần tiền. Vì chất lượng kém khiến khách hàng quay lưng và từ đó VinFast thành cỗ máy đốt tiền của VinGroup. Nói không ngoa rằng VinHomes làm ra bao nhiêu tiền đều bị VinFast đốt trụi. Chính xe xăng là thủ phạm làm cho VinFast đốt tiền ngay từ đầu với số lượng ngày một lớn. Và để dập tắt ngọn lửa đốt tiền này, ông Vượng cho VinFast ngưng sản xuất xe xăng từ giữa năm 2022 thay vì cuối năm nay như họ thông báo từ đầu năm. Ý của ông Vượng dường như là xe xăng đốt tiền thì chuyển qua xe điện để hy vọng bộ máy đốt tiền ngưng hoạt động và thay vào đó là bộ máy sinh ra tiền. Xe điện VinFast ra đời với kỳ vọng như thế. Tuy nhiên, xe điện chưa được phổ biến thì nó lại cho thấy loại xe này cũng sẽ là một cỗ máy đốt tiền tiếp tục của ông Vượng phải hốt lấy. Đây là hình ảnh chiếc xe xăng đã đốt của ông Vượng rất nhiều tiền. Mới đây, hãng xe VinFast vừa chính thức thông báo thực hiện chương trình triệu hồi đầu tiên để sửa lỗi đối với mẫu ô tô xe điện VinFast E34. Chương trình triệu hồi đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt sẽ chính thức được triển khai từ ngày 17 tháng 10 năm 2022 cho đến ngày 17 tháng 10 năm 2023. Theo thông tin do hãng xe Việt cung cấp, số lượng xe bị ảnh hưởng là 730 chiếc. Trong số này có 709 chiếc đã bàn giao cho khách hàng, 21 chiếc đang ở nhà máy và đại lý xe VinFast. Theo VinFast, cảm biến va chạm bên trong của hệ thống túi khí trang bị cho mẫu xe VinFast E34 có khả năng gặp lỗi không tương thích với bộ điều khiển túi khí. Do vậy, khi xảy ra va chạm, cảm biến va chạm có thể gửi tín hiệu không chính xác đến bộ điều khiển túi khí, dẫn đến rủi ro túi khí kém có thể không nổ hoặc nổ chậm và nó nguy cơ không đảm bảo an toàn cho người lái chiếc xe này. VinFast E34 là chiếc xe điện đầu tiên của VinFast ra mắt tại thị trường từ giữa năm 2021 với mức giá niêm yết là 690 triệu đồng. Mẫu xe này thuộc phân khúc hạng C, trang bị động cơ điện công suất 110 kW, tức là 150 mã lực, mô men xoắn 242. Khi sạc đầy bình điện, tầm di chuyển của E34 là 300 km với chế độ sạc nhanh 15 phút, có thể đi được quãng đường 180 km. Đây là hình ảnh khả năng xe điện cũng sẽ là một cỗ máy đốt tiền của VinFast. Lỗi trên, những lỗi cho ô tô khác, họ cũng có và họ thường chịu hồi để sửa. Việc lỗi trên xe VinFast làm người ta đặt câu hỏi lớn về chất lượng. Bởi chất lượng xe xăng VinFast đã cho người dân ấn tượng xấu và chỉ cần một lỗi trên xe điện thì sẽ bị khách hàng nghi ngờ. Hiện nay, các hãng xe xăng trên thế giới cũng đang chuẩn bị tung ra xe điện ra thị trường dựa trên uy tín của hãng xe xăng trước đó. Vì thế, với lỗi này của VinFast sẽ làm cho nhiều khách hàng quay lưng và đó là điểm báo cho một sự thất bại. Với cái dớp xe xăng quá tệ, nhiều người đánh giá xe điện của VinFast khả năng cũng sẽ là một cỗ máy đốt tiền của VinGroup như những lần trước anh ta đã đầu tư.